2 tuổi cả nhà. Thì trước đây á, thì ở dưới bệnh viện dưới quê đó cũng có mổ một lần, nhưng mà sau khi mổ chỗ này thì nó lại nhảy lên chỗ này. Hiện tại bây giờ cục bướu này khá là to. Sau khi mình chia sẻ thì được anh Vũ Hình ở bên Mỹ á, là sẽ tài trợ tất cả chi phí để mổ khối u cho em Nam, cũng là do quyết định của gia đình. Còn cái chuyện mà Mạnh Thường Quân giúp thì Mạnh Thường Quân sẽ, nếu mà gia đình đồng ý mổ thì vẫn là sẽ giúp thôi, chứ không phải là bỏ cuộc ha. Nhưng mà đây là do quyết định của gia đình đúng không anh? Dạ, đúng rồi, do quyết định gia đình. Khối u của em Nam á, là không phải là u lành. À, nếu mổ thì sau này nó sẽ tái phát đúng không anh? Nhưng mà khi mổ là phải tháo một cánh tay, là tháo hết cánh tay luôn. À, buồn ngày mọi khi tiến mổ thì được, bây giờ ta vô là mổ không được, thì tháo nguyên cái khớp tay còn con cái tay, nuôi con hay quá. Nói chung là cũng rất là buồn đó cô chú anh chị. Em cũng xin cảm ơn anh Vũ Hình tài trợ cho em thời gian qua đang cho em đi mổ. Bây giờ mổ không được, chuyển ngày đó là mình mổ được, bây giờ mình mổ không được thì uống thuốc Tây, thuốc Nam coi nó hết hay không, bây giờ không biết sao. À, tội nghiệp lắm à, cô chú anh chị, thì em mồ côi nhưng mà phải trong khi là bị khuyết tật rồi bị khối u nữa, rồi phải bò lết bán vé số hàng ngày để lo cho bà nội á. Xin chào cả nhà, hôm nay là ngày 30 tháng 6 thì Mười có mặt tại bệnh viện ung bướu cơ sở 2 tại thành phố Thủ Đức. Hôm nay Mười xin chia sẻ lại hoàn cảnh của em Nam bị bướu chỗ vai đó cô chú anh chị. Thì hơn một tháng thì tới đây để thăm khám và tiến hành điều trị, thì hôm nay cũng đã có kết quả rồi cô chú anh chị. Rất là trong thời gian chờ đợi rất là lâu luôn, bởi vì em Nam do là cái cục bướu nó cũng có vấn đề đó ông bà cô chú anh chị, nên thành ra là phải bác sĩ phải yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm là 2 lần. Thì hôm nay là lần thứ 2, thì sáng hôm nay thì đây cũng là anh Nam, là dượng của Nam ngồi phía trước đó cô chú anh chị, thì cũng đã lên gặp bác sĩ. Và trong quá trình gặp bác sĩ thì cũng có đưa ra một cái quyết định đi vào lại chỗ đó ngồi trong mắt anh. Dạ. Vâng, trong lúc chờ đợi thì Mười cũng xin chia sẻ lại hoàn cảnh của em Nam cho cả nhà hiểu hơn ha. Em Nam là 22 tuổi, mồ côi cha mẹ, hiện tại thì đang sống với lại bà nội với lại người cô. Người cô với Dường, đây là vợ chồng của Dường đó cô chú anh chị. Thì hàng ngày thì em Nam thì bò dưới đường để bán vé số kiếm tiền lo cho bà nội. Bà nội cũng khá là lớn tuổi rồi. Trong bản thân em Nam thì bị khuyết tật từ khi mà mới sinh ra. Thì theo lời chia sẻ của bà nội hôm trước mình có xuống nhà đó cô chú anh chị, thì bà nội có nói rằng là em Nam thì khi mà 2 tuổi thì ba là bị đi đánh cá ở ngoài biển, thì ba không may thì bị mất đi, còn mẹ thì cũng mất luôn sau đó đó cô chú anh chị. Nên từ 2 tuổi thì em Nam không có ba mẹ. Bản thân em Nam thì bị cái đôi chân bị teo á, thành ra là đi đứng không có được, là phải ngồi xe lăn. Còn như hôm trước mình có chia sẻ thì em Nam, bản thân em Nam thì khuyết tật, nhưng mà em Nam có một cái cục bướu khá là lớn luôn. Đây cục bướu ở chỗ vai nè cô chú chị. Em mở nút áo ra cho cả nhà thấy đi. Đây là những cái vết mà lấy mẫu để xét nghiệm đúng không? Em 22 tuổi đúng không? Anh nhớ đúng không? Mới 22 tuổi cả nhà. Thì trước đây á, thì ở dưới bệnh viện dưới quê đó cũng có mổ một lần, nhưng mà sau khi mổ chỗ này thì nó lại nhảy lên chỗ này. Hiện tại bây giờ cục bướu này khá là to, thì ở trong video thì không biết là cả nhà có thấy rõ không, nhưng mà ở ngoài thì cục bướu rất là to luôn cả nhà. Thì sau khi mà thời gian mà chờ đợi hơn một tháng từ khi mà em Nam đến đây để bắt đầu là thăm khám á, thì hôm nay là hơn một tháng rồi, thì nay mới có một cái kết quả là chính xác luôn. Thì bây giờ thì Mười xin mời cả nhà tiếp tục theo dõi video để được gia đình em Nam chia sẻ lại cái tình hình bây giờ ha. Sáng nay thì trong lúc mà gặp bác sĩ á, thì có anh Nam, là anh này là dượng của em Nam, có đến gặp bác sĩ, thì bác sĩ cũng trao đổi về cái tình hình sức khỏe của em Nam. Bây giờ thì Mười xin mời anh Nam trình bày lại để cho cả nhà biết rõ được hơn về tình hình của em Nam như thế nào ha. Cái mú của em Nam á, là bú sợi, mổ rồi á, thì nó cũng tái lại nữa à. Nhưng mà nếu mà chấp nhận mổ á, thì mổ chỉ được bớt một phần nào thôi, cho nó nhỏ lại thôi, nhưng mà nó cũng tái lại à. Còn nếu muốn mổ á, là cắt, là lắc nguyên một cánh tay,
nhưng mà mổ nó hết rồi nhưng mà cũng tái lại nữa đó. Vậy đó, bác sĩ nói bây giờ rồi em mới thấy vậy á, thôi xin phép bác sĩ á, là em xuất viện, em về em đều về, chứ mà nếu bà nội với bà cô nó không có cho là cắt bỏ cánh tay. Dạ. À, có nghĩa là sáng nay khi mà anh nhận kết quả là anh có gọi về cho gia đình. Dạ, đúng có, không? Có gọi thì sau khi gọi về thì gia đình cũng quyết định là bây giờ là không có tiến hành mổ. Thì mình xin nhắc ngắn gọn lại cho cả nhà hiểu ha. Có nghĩa là bây giờ là cái khối u của em Nam là không phải là u lành. Nếu mổ thì sau này nó sẽ tái phát, đúng không anh? Nhưng mà khi mổ là phải tháo một cánh tay. Nhưng mà... là tháo hết cánh tay luôn. Nhưng mà cũng quay lại nữa. Nhưng mà cũng là nó cũng trở lại cục cứu bình thường. Bình thường. Thì sau khi bác sĩ nói như vậy thì gia đình em Nam á thì bây giờ quyết định là không có mổ. Giờ không mổ thì bây giờ một cái cách chữa trị là như thế nào anh? Nhưng mà em tính kiếm thuốc nam cho nó uống. Thì cái sự việc cũng khá là đáng buồn đó cả nhà. Thì hôm trước thì cũng sau khi mình chia sẻ thì được anh Vũ Hình ở bên Mỹ là sẽ tài trợ tất cả chi phí để mổ khối u cho em Nam. Nhưng mà bây giờ cũng không ngờ là cái sự cố ngoài ý muốn á, bây giờ như thế thì không có mổ được á. Thì bây giờ thì cũng như lời của anh Nam này là cố gắng tìm thuốc nam để uống. Bác sĩ là có nói là uống thuốc tây là có cái hướng nào điều trị khác nữa không? Dạ có, uống thuốc tây là chỉ để đừng cho khối u đừng lớn thôi. Đó. Mà uống hàng tháng. Là phải uống hàng tháng. Thuốc tây. Nhưng mà dạ. Bây giờ là theo anh phải lên bây giờ là quyết định là thuốc tây hay là thuốc nam? Dạ nhưng mà chắc hai thứ luôn chứ sao vậy? Có nghĩa là dạ, hai thứ. Có nghĩa là vừa là chữa trị thuốc tây và vừa chữa trị thuốc nam luôn á. Đến thời điểm bây giờ là 7 lần đi lần về ở từ Đồng Tháp mà lên thành phố Hồ Chí Minh, mỗi lần đi lần về là rất là thời gian rất là gian nan đó cô chú anh chị. Nhưng mà hôm nay thì nhận được cái kết quả vậy. Thì thật sự ra thì cái điều này thì cũng không có ai mong muốn hết. Nhưng mà cái vấn đề thì cái sức khỏe của em Nam giờ thì bác sĩ quyết định vậy thì mình cũng phải theo chứ biết sao giờ, đúng không anh? Em cũng nghĩ là chắc có lẽ là sẽ mổ được nhưng mà cũng không ngờ. Thì sáng giờ Nam chắc là cái sự việc như vậy là Nam có biết hết rồi đúng không? Rồi thấy sao em có chia sẻ gì đến nha? Em thấy sao? Cũng buồn. Hơi buồn à? Mở nóng xuống thấy rõ khuôn mặt em. Có sao em cứ nói thẳng cho mình cũng biết đi. Có hơi buồn vậy mọi khi tiến mổ thì được, bây giờ ta vô là mổ không được nữa. Thì tháo nguyên cái khớp tay còn có cái tay nó cũng hay quá. Nói chung là cũng rất là buồn đó cô chú anh chị. Thì chắc em Nam cũng rất là hy vọng, bởi vì trước đây là mổ ở dưới quê là nó tái phát lại thì cứ nghĩ là lên bệnh viện tuyến trên này là bác sĩ sẽ giải quyết dứt khoát luôn. Nhưng mà cũng không ngờ là bây giờ nếu mổ là phải tháo cánh tay nữa. Nói chung là ai cũng phải buồn thôi, rất là buồn luôn á. Rồi hôm đó giờ thì anh cũng có chia sẻ là Mạnh Thường Quân là anh Vũ Hình ở Mỹ á, là có giúp đỡ cho gia đình cho em á, thì em có gửi lời cảm ơn nào đến anh Vũ Hình không? Em xin cảm ơn anh Vũ Hình, em cũng xin cảm ơn anh Vũ Hình tài trợ cho em thời gian qua ăn cho em đi mổ. Dài mổ không được, chuyển ngày đó là mình mổ được, bây giờ mình mổ không được thì uống thuốc tây thuốc nam coi nó hết hay không, bây giờ không biết sao. Giờ sắp tới là em dự định là về dưới quê rồi có làm công việc khác hay là đi bán cái số như trước em? Em bán cái số ngày trước. Như trước hả? Dạ. Tội nghiệp lắm ha, cô chú anh chị. Thì em mồ côi nhưng mà phải trong khi là bị khuyết tật rồi bị khối u nữa. Rồi phải bò lết bán cái số hàng ngày để lo cho bà nội á. Giờ đang ở sống chung bà nội mới là ở chung với là vợ chồng của Dường nữa. Theo như lời chia sẻ của anh Nam thì chiều nay là 2 giờ là bắt đầu là quyết tán ở trong bệnh viện và hai dì cháu là sẽ trong chiều nay là sẽ về quê. Dạ, luôn trong chiều nay sẽ về quê. Về quê thì theo cái quyết định của gia đình á, là uống thuốc tây và uống thêm thuốc nam nữa. Thì hôm nay thì chắc có lẽ là sắp tới á, là nếu mà em Nam có vấn đề gì á, thì anh sẽ tới anh chia sẻ lại ha. Còn hôm nay thì gặp em chắc là có gì thì điện thoại hỏi thăm sức khỏe của em. Hôm nay là đây cũng là cái video mà để anh quay để kết thúc cái chương trình vừa qua là hứa bữa bứa. Bây giờ thì hôm nay thì anh cũng công bố lại cái số tiền mà chi ra hôm trước giờ á. Thì cái biên lai là anh Nam giữ hết đúng không? Dạ, biên lai từ trước giờ giữ hết. Cái bản sao kê này thì em cũng có gửi anh rồi đúng không? Anh cũng có kiểm tra rồi. Nhưng mà bây giờ em phải đọc lại lần nữa để anh coi thử có đúng như là số tiền em chi ra không nha. Thưa cô chú anh chị, thì mười xin đọc cái số tiền mà từ ngày 22 tháng 5 mà mười chi ra để
chữa trị cho em Nam ha, là ngày 22 tháng 5 2023 là khám tại bệnh viện gia đình là hết 220.000. Anh nghe rõ giúp em nha. Sau đó thì sau bệnh viện gia đình thì bệnh viện gia đình mới chuyển bệnh viện ung bướu cơ sở 1, là tiền khám là cộng với tiền siêu âm là hết 266.000. Tiền đưa cho anh về quê làm giấy tờ chuyển tuyến là hết 500.000. Rồi ngày 25 tháng 5 2023 là bắt đầu mình chuyển xuống bệnh viện ung bướu cơ sở 2. Cái ngày đó là tiền chụp X quang CT là hết 568.000, và tiền đưa cho anh là ở trọ ăn uống với thuê xe lăn là hết 1 triệu, đúng không? Ngày 26 tháng 5 2023 là tiền tổng ứng viện phí là hết 5 triệu đồng. Là ngày 2 tháng 6 2023 là tiền thuốc với là tiền phụ phí sinh hoạt hàng ngày là 1 triệu đồng. Rồi ngày 15 tháng 6 là em gửi tiền ăn uống, tiền thuê xe lăn là hết 500.000 đồng. Rồi tiền ngày 16 tháng 6 là 700.000 đồng, là tiền đi, tiền về, tiền ăn, tiền uống. Mà thật sự mỗi, nói chung là đưa chắc cũng vừa đủ cho hai giường cháu là chi phí thôi cả nhà. Bởi vì đi từ Đồng Tháp lên tới đây, rồi tiền xăng, tiền cổ, tiền thuê trọ, tiền thuê xe lăn. Nhưng mà chắc lẽ là cũng tạm ổn không? Đúng dạ, không anh? Ổn. Thì tổng cộng số tiền là hết là 9.754.000 là em đã chi ra rồi. Dạ, đúng không anh? Dạ đúng rồi. Là ngoài ra thì bữa hôm đó là em nhớ là ngày mùng 2 tháng 6 á, thì hai dưỡng cháu có để ở trong bệnh viện này, thì có một cái cô mạnh thường quân rồi đó là có đóng tiền, có đóng tiền là giúp đỡ cho em Nam là 5 triệu. Là cái sự việc nó như thế nào em chỉ nghe đi. Dạ sự việc cái đó là cô đó thấy tội nghiệp á, cô hỏi á, cô cho tiền đó rồi con cưng có nhận không, nói dạ nhận. Cô làm cho cái biên lai cho bảo trợ xã hội đó, là cái vô đó là cô chỉ đóng cho chứ không có đưa tiền mặt, đóng cho là cô đưa cái biên lai là 5 triệu. Nhưng mà có biết tên không? Có biết tên cô đó là dạ gì? Không có biết tên luôn hả? Dạ. Mà cô đó là cô đó chỉ đưa biên lai thôi, vô hay là người làm trong bệnh viện anh? Dạ ở ngoài đi vô rồi cái cô trong đó cái lại là trẻ á. Là trẻ cô chỉ đưa miếng giấy cho cô kia thôi, chỉ đưa giùm, nhờ đưa giùm vậy thôi chứ không có biết là mặt cô luôn. Thì cũng rất tiếc là không có biết tên của cô Mạnh Thường Quân đó là tên gì. Nhưng mà qua đây nếu mà cô có xem video đó, thì Mười cũng xin tha mặt em Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô ha. Tiếp tục thì cái số tiền hồi nãy giờ là anh có thắc mắc gì không? Em công bố vậy anh có thắc mắc gì không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Sáng nay thì anh cũng có trao đổi với lại chỗ anh Vũ Hình ở bên Mỹ. Thì anh Vũ Hình đó là theo cái tiêu chí ban đầu là sẽ hỗ trợ hoàn toàn cái ca mổ cho em Nam, nhưng mà cũng không ngờ là cái sự cố nó xảy ra như vậy. Thì bây giờ thì anh cũng tha mặt anh Vũ Hình là cũng cầu chúc cho em dù cho sức khỏe với lại cố gắng là uống thuốc đều đặn để cho nó không có tái phát nữa em nha. Bởi vì bây giờ mổ nhưng mà nó trở lại bình thường, nó trở lại như vậy thì nó cũng mổ nó rất là nguy hiểm nữa, mà trong khi mình lại mất đi một cánh tay nữa, đúng không em? Thì bây giờ nhưng mà cái đó thì cũng là do quyết định của gia đình. Còn cái chuyện mà Mạnh Thường Quân giúp thì Mạnh Thường Quân sẽ, nếu mà gia đình đồng ý mổ thì vẫn là sẽ giúp thôi, chứ không phải là bỏ cuộc ha. Nhưng mà đây là do quyết định của gia đình, đúng không anh? Dạ đúng rồi, do quyết định gia đình. Đây nhá, là hôm nay thì anh Vũ Hình là cũng có, ngoài cái tiền là hiện tại bây giờ là tạm ứng ở trong bệnh viện là 10 triệu đúng không? Thì hôm đó giờ thì chụp CT với lại xét nghiệm máu này kia thì em nghĩ nó cũng hết nhiều đâu, không hết cuối là 2 triệu đâu. Thì số tiền tổng ứng chiều nay quyết toán thì nó cũng còn tầm chắc khoảng 7-8 triệu, đúng không anh? Thì mới nãy là em có chuyển cho anh 5 triệu. Thì anh Vũ Hình sẽ tiếp tục hỗ trợ là 5 triệu, thêm 5 triệu nữa ngoài cái tiền tổng ứng bệnh viện còn chiều nay nha. Em không biết còn bao nhiêu, nhưng mà 5 triệu đó để Nam đó là về là uống thuốc hàng tháng này nha, với là đi cố gắng là đi kiếm thuốc Nam để chữa trị cái khối u nó đừng chóng phát triển nữa. Nhớ cố gắng, anh nhớ lại anh dạng nha. Đó. Ngoài ra thì anh cầm mic cho mẹ. Ngoài ra thì anh Vũ Hình á là có, anh Vũ Hình là có cho riêng anh Dượng này là 3 triệu đồng. Bởi vì trong thời gian mà có hình ảnh của Dượng á, là cũng là tên Nam luôn,
là đẩy em Nam đi, thấy rất là thương luôn cả nhà. Bằng chân của em Nam, anh Nam này, nó bị bỏng từ nhỏ. Anh chia sẻ ngắn gọn lại cái tình trạng như thế này anh. Dạ, bị bỏng hồi nhỏ, hồi 6 tháng. Hồi 6 tháng à. Dạ, bị bỏng. Tại nhà hai cái bằng chân là không còn nguyên vẹn luôn nè. Đó, nên hai dưỡng cháu là nói chung cùng cảnh ngộ mà đẩy đi ở trong bệnh viện rất là thương luôn á. Nên sau hình ảnh mình chia sẻ thì anh Vũ Hình cũng rất là cảm động về cái hình ảnh của anh Nam. Nên thành ra là có gửi riêng anh là 3 triệu để anh có một cái chút chi phí. Dạ, em cảm ơn anh Vũ Hình. Rồi. Gửi cho em 3 triệu. Ok. Nam có điều gì muốn nói nè ông Nam? Em cũng xin cảm ơn Vũ Hình. Quay đưa mic cho nó nói lại nhìn camera em. Em cũng xin cảm ơn anh Vũ Hình đã tài trợ cho em đi mổ bú thời gian hôm qua. Tặng cho em ấy mà bây giờ mổ thì nó cũng tình trạng nó vậy á. Nó cũng hơi trục trặc. Thôi nói chung là cũng cố gắng đừng buồn ha. Dạ. Nói chung là cũng do cái khối u nó không có được giống như điều mình mong muốn thôi. Dạ. Còn em bây giờ cái điều quan trọng nhất là cố gắng là về nhà là uống thuốc đều đặn để cho nó kiềm chế lại, nó không có phát triển nữa. Rồi dạ em ha. Rồi anh cũng chúc cho em giờ sức khỏe và cố gắng là uống thuốc đều đặn ha. Dạ. Em cũng cảm ơn anh Mười. Ai cũng mong anh Mười. Thôi nói chung là có duyên anh em mình gặp nhau thì anh hỗ trợ được chừng nào thì tốt chừng đó thôi. Dạ. Mà cái điều quan trọng nhất là em phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Dạ. Vâng, thì lúc nãy giờ Mười cũng trình bày tất cả những cái tình hình sức khỏe của em Nam từ trước đến giờ. Thì trong quá trình là hơn một tháng đó của chúng chị, hôm nay là mới có kết quả chính xác luôn. Thì Mười cũng cảm ơn sâu sắc đến anh Vũ Huỳnh ở Mỹ đã tài trợ chi phí. Thì cũng từ đầu là anh Vũ Hình cũng quyết rất là quyết tâm luôn là sẽ lo hết tất cả chi phí cho em Nam, nhưng mà cái điều này thì cũng thật sự cũng không có mong muốn. Bây giờ thì cũng mong đợi là em Nam sẽ uống thuốc nó sẽ khỏi bệnh đó cô chú anh chị. Bây giờ thì Mười cũng xin kết thúc video. Xin chào tạm biệt ông bà cô chú anh chị ạ.